Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nha Chúng ta lại tiếp tục quay lại với game con đường tơ lụa của bên nhà phát hành VTC Thì ở đây anh em thấy là mình đã mới đổi sang từ bao in sang kiếm khiên này anh em này Hiện tại thì mình cũng đang đi làm nhiệm vụ để lấy cái trái tim để mình tẩy lốt Ở đây thì hiện tại mình đang còn 38 cái nữa Thì mới tẩy xong được sang cái đường từ phá thiên sang phi thiên ở đây thì mình chơi kiếm khiên thì phải tăng theo đường phi thiên anh em ạ phi thiên này thì nó vừa chơi kiếm vừa chơi cả đao thì sau này mình muốn mình đổi sang đại đao thì lên cấp cao cao mình muốn đổi sang đại đao để mình solo thì cũng được ở tầm này thì chơi kiếm khiên thì mình thấy đi trên cũng khá là khỏe anh em ạ ở đây thì mình hiện tại là mình đang trên ở cái quái cấp 73 mà trong khi mình đang ở cấp độ 60 À, 60 mà chưa có vũ khí cấp à, 64 Ở đây thì anh em thấy là Cây vũ khí này Cây khiêng này à, Đồ thì hiện tại thì mình cũng à, Full set ấy thôi Full set giáp 6 à. Còn à, set trang sức này thì mình đợi lên cấp cao mình thay luôn Chứ bây giờ mua cũng phí tiền à. Thì à, lên cấp cao thì Đồ cấp 8 thì mình cũng phải thay mà Đồ cấp 8 thì anh em đi trên như này này Đi trên ở những cái map như này nó sẽ rơi ra Và những cái đồ ở cái map cao như này anh em về bán shop thì nó được rất ít được gold Nếu mà anh em muốn cây gold thì anh em nên farm những ở cái map 60 trở xuống Thì nó ra cái cây vũ khí cấp 7 ấy Anh em đem đi bán thì anh em phải được mấy trăm gold Nói chung là anh em chỉ cần nhặt được khoảng tầm 3-4 cây vũ khí thôi Anh em bán anh em đã được một m gold rồi một m gold ở game này hiện tại nó đang có giá là 11.000 11 000 một m khá đắt anh em ạ thì uh, cái cái cây kiếm này là mình mua là 50 m ở uh, hai hai cái bộ này là một triệu hai cây vừa khiêm kiếm vừa khiên này là một triệu ấy một triệu về năm đồng, đồng. À, anh em thấy trên sướng không thì uh, clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ấy đó là cách uh, kiểu như là anh em đi farm những cái đồ cấp 8 anh em bán sốt thì rất là ít tiền nhưng mà khi mà anh em tách ra thì hên xui nó sẽ ra được cái kiểu như cái luyện kim dược ấy cấp 8 hay là cấp 9 gì đấy anh em bán đi nó còn có giá trị hơn so rất nhiều so với anh em uh, bán sốt đây thì để mình đánh đốt cái con thủ lĩnh này xong rồi mình sẽ về nhá rồi ở đây thì mình đang dùng Udibut anh em ạ tức là cái phần mềm auto ngoài mất phí rồi giờ mình sẽ đánh đốt có lại xong rồi mình uh, Phủ về. Ok. Bây giờ mình uh, sẽ phụ về để mình uh, review cho anh em cái kiểu như là anh em uh, phân giải đồ ấy, phân giải đồ cấp 8. Ở đây trên ở những cái map này thì hiện tại thì nếu mà anh em nào như mà ví dụ như là chơi bao in là dễ chết lắm. Bao in lên đây nó chịu được, nó chọc cho một cái rất đi luôn. Bao in nó yếu, ở đây anh em thấy này hai con nó đánh mình thỉnh thoảng nó xuất hiện ra cái chữ block lốc rồi kiểu cái tỷ lệ trận của cái khiên ấy nên là chơi kiếm khiên thì nó rất là, rất là trâu lên cao nó rất là trâu à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểu như anh em uh, phân giải đồ thì ở đây là mình mới nhặt được một món nhá để phân giải đồ thì anh em phải thấy được cái nón đồ săn như thế này à, cái đồ mà nó có cái dòng uh, màu xanh như thế này này thì anh em tách ra và nó có hai dòng trở lên hai dòng ví dụ như dòng trí tuệ này dòng sức mạnh và dòng độ bền đấy thì ở đây thì mình đang có là cái săn ba dòng bây giờ mình sẽ cái vũ khí ba dòng nên là mình sẽ thử uh, tách ra cho anh em xem nhé phân giải phân giải thì đầu tiên thì anh em sẽ đến thằng là bc tạp hóa tại sao mình lại đến là bc tạp hóa để mình mua cái gì thứ nhất là mình mua cái phân giải đây thì như nó đây này đây đây nhé anh em. À, ấy thì để phân giải thì anh em thử mua thử một cái này. À, mình sẽ phân giải thử cái đồ này xem nó như thế nào. ở trong tầm này cấp như thế này là một ngày mình có thể kiếm được 10 m đi farm đồ, các thứ ngày kiếm 10 m ngày kiếm được trăm nghìn cấp cao cao như thế này. À, phân giải là tốn 145 cái. bây giờ mình thử phân giải ra cho anh em xem nhé phải mua 145 cái đơn dược phân ni với giá là 198 à chết mẹ rồi mua nhầm rồi tôi mua hẳn 400 cái luôn thôi không sao cái đấy để mình phân giải về sau cũng được mà đây anh em ấn vào cái nút y nhé anh em ấn nút y ở trên bàn phím ấy sau rồi nó có hiện lên cái giả kim thuật sau đó anh em ấn tháo rời sau anh em bỏ vũ khí vô bỏ đồ cần tháo ra rồi anh em thấy tháo rời này ấn tháo à, anh em thấy không nó ra một đống đá đây mình hên mình xui mình chưa được cái cái, cái kim dược nhưng mà mình ở đây mà anh em thấy là mình được đống một đống đá này đầu ngực chân này binh khí di xét tỷ lệ đánh này Đấy. À, ngoài ra anh em sẽ được cả nguyên tố Đấy. À, thì cái đá này nó sẽ ra ngẫu nhiên nó ra ngẫu nhiên anh em ạ à, ví dụ như là ví dụ chẳng may mà anh em ra được cái đá độ bền thôi anh em bán đi nữa đã được khoảng tầm mấy mờ Đấy, gọi chung là tách kiểu này thì nó rất là hên xui Và ngoài ra ở đây nó sẽ có cái đồ trắng Cái đồ trắng thì anh em tách Thì nó sẽ không được cái gì cả Và anh em bán đi nó rất là là, là, là là Ít tiền Ví dụ như ở đây anh em để ý nha Mình lấy một cái món đồ trắng ở đây Nó cũng cùng cấp độ 8 Mà đem đi bán thì nó Đây cũng là một cây vũ khí 72 Cấp độ 8 nhá Mà đem đi bán thì cũng trả được bao nhiêu cả Anh em để ý này Nó thua xa với đồ cấp 7 đây mình bán thử Đây nó chỉ được 101 thôi Nếu mà cái vũ khí mà cấp 7 anh em bán Ít nhất là phải được rơi tầm hơn 300 Hơn 300 mở Còn cái vũ khí này nó bán đi Nó chỉ được khoảng tầm uh, Ít tiền hơn Nó được có 100 mở Nếu mà mình tách cái này ra nhá Tách cái này ra thì nó lại không được cái gì cả Vì nó là đồ ô Đây là đồ nó không có dòng gì ấy nó không có phải như cái đồ kia của mình nó ba dòng ấy mình tách bây giờ mất 182 cái mà mình trả được cái gì đâu đấy nếu mà anh em muốn tách ra đá như thế này anh em phải có cái đồ ba dòng hai dòng hai dòng trở lên là anh em tách ra đá rồi hai dòng vũ khí mà hai dòng xanh ấy là anh em tách ra đá này rồi đấy thì cái đá này thì để mình vứt vào đây đầu ngực chân mb đấy, bán cho sau này tích vào à reset tỷ lệ đánh này, đồ cấp 8 để 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 lên reset um, cái tỷ lệ đánh của của cây vũ khí cấp 8 ấy anh em. Rồi mình cứ vứt ở đây. Đấy để anh em ví dụ như là lên cấp cao cao anh em đi farm đồ thì uh, cấp 8 trở lên thì anh em uh, cố gắng đi uh, anh em uh, nhặt rác anh em bán anh em về anh em quay đồ nhỉ. để anh em thấy mình, mình chuyển ra kiếm khiên đẹp không? khi nó trâu lắm hiện tại là mình còn chưa mắc chưa tẩy được tăng đúng kêu của nó nữa để cho nó tăng thêm kháng nữa nhá ở đây thì nó tăng mắc cái đường của nó thì nó sẽ có những cái kiểu như là uh, cái skill tăng hỗ trợ ở đây nhưng mà đây thì mình lại không có nó cứ để ở đây bao giờ đồ nó lên giá giá một tí thì mình mình bán còn những cái đá này thì mình sẽ giữ lại đá cấp 8 mà à, cái đá này là cái đá trí tuệ này. Đấy anh em thấy farm cả đêm này. Đấy nhặt được đống đá. Nói chung là đi kiếm bán đá này cũng khó khó tiền. Ví dụ như là đám cái, bán cái đá này này. ấy cấp 8 đá luyện kim trí tuệ. Đấy thì anh em đã được một mớ rưỡi rồi. Một mớ rưỡi gold thì tương đương là anh em được 15.000. Đấy, ví dụ như trên hết rất là hên xui và mà chưa tính ra mình trên mình nhặt được cả rác nữa. Vậy chung là ngày có thể kiếm được khoảng tầm đỏ đỏ một chút nếu mà nhặt được rác ngày cũng phải kiếm được hơn hơn 10 m tức là anh em có thể là kiếm hơn trăm nghìn và ngoài ra anh em có thể nhặt được cái cả cái này nữa những cái những cái này là luyện kim dược các thứ này à, anh em bán đi thì cũng có tiền mà đây anh em thấy không à, luyện kim dược các thứ ở đây đầy đủ đây không thiếu cái gì hết nói chung là con game con ác này của mình bây giờ nói chung là kiếm được tiền rồi giờ đầu tư thế thôi bây giờ bắt đầu đi cày để kiếm tiền thôi <laughs> kiếm mơ để bán anh em ví dụ anh em có 100 m anh em bán thì anh em đã có một củ rồi ở đây thì mình đang tính mình treo thêm một ít ác nữa ở chung là ác này bây giờ nó khỏe rồi thì kéo được những cái ác phụ Đấy, anh em nào muốn kéo taxi thì liên hệ qua Zalo 0985 780 657 mình kéo cho anh em free nhá Ok anh em chưa kéo free cho anh em luôn mẹ tôi phải đi làm dịch vụ Và đi uh, dịch vụ kéo bữa bữa tôi kéo mẹ tôi phải mất phí ấy giờ tôi uh, trưởng thành rồi tôi kéo anh em được 60 mươi giờ tôi farm ok tôi farm vừa vừa cấp 10 cấp được mà nếu mà kiếm khiên còn con bao thì đéo farm được anh em ạ bao thì yếu lắm bao nó phải rơi tầm cấp cao cao mà mà anh em bảo bây giờ cây cấp nó chậm như sen như này với bao giờ nó mới cao đúng không? Ờ uh, ok để tiếp tục đi trên tiếp Anh em cần trên thì liên hệ mình Đấy, Hôm qua mới bán được 20M xong 200 nghìn Hơn 200 nghìn Ok Bye anh em